Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì cuộc họp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trực Cuộc họp lần này nhằm ra soát thống nhất dự thảo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp lần này được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong 3 ngày vào các ngày 15, 16, 17 tháng 12 năm 2021, khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kỳ họp nhằm đánh giá tình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 giải quyết kiến nghị của cử tri, đề ra phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cho ý kiến các báo cáo tờ trình của thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.